còn có thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Chỉ còn có thời gian ngắn ngủi nữa thôi để chúng con tiễn cha đi về nơi an nghỉ, nơi mộ phần. Cha ơi, trước giờ tiễn đưa để cho chúng con trai gái rể dâu, con gọi cha bằng tất cả tâm ý lòng nghỉ mình. Con gọi cha bây giờ, cha ơi đâu về, cha nhận tiếng, cha nhận lời trai gái rể dâu. Trai gái rể dâu, cha ơi con gọi cha đây, giờ tiễn đưa cha, giờ tiễn đưa cha đi đã tới rồi. Cha ơi, chỉ còn giây phút ngắn ngủi đồng hồ nữa thôi. Từ nay trở đi, anh chị em chúng con đi, anh chị em chúng con đi, đi sớm về chiều. Còn đi đưa cha đâu, còn đưa cha đâu như buổi hôm hè nào. Cha hiền ơi đẻ rồi, con trông con cày ở đời, có cha có mẹ trên đời cho chúng con cày trông. Thôi cha ra đi, cha về đời an nghỉ nơi suối hà bà. Cho tất cả cháu con. Vậy là phần lễ chi điệu đã xong. Cha ơi, chuyển sang phần an táng. Chúng con lưu luyến mãi rồi cũng phải con ông chia tay. Chúng con tiễn cha đi nòng đau xót. Cha ơi, chúng con đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời đồng đồng không phủ kín công cha. Cha mẹ sinh các con ra, cha mẹ sinh các con ra mang cả tâm tân gầy che chở cho đàn con. Ngày hôm nay còn nước còn non, còn chúng con đây cha thời đi đâu. Cha ơi, từ nay trở đi, từ nay trở đi còn nữa cha đâu, để những buổi chiều chúng con thăm hỏi còn cha. Thank you.
người cha của chúng nghi cô. Nay cha đã đi xa về cõi vĩnh nghi hằng. Nay cha đã đi xa, cha về nơi đâu? Giờ cha đã đi xa.